Tuy nào xin biết ngày 17 tháng 11, Dương Mịch rớt thảm, Dương Dương ghen nhiệt ba. Công bố sao nổi nhất đêm GQ, Angela Baby có con mới, Đồng Vũ có danh. Hãy cùng chúng tôi nhìn lại những sự kiện si biết tiêu biểu có trong ngày hôm nay, 17 tháng 11 tại bài viết này. Dương Dương ghen ra mặt khi địch đại Nhật Ba nói chuyện với trai đẹp. Ngày hôm qua 16 tháng 11, sự kiện lễ trao giải GQ nhận được sự quan tâm lớn từ phía công chúng. Tuy nhiên cảnh khắc hot nhất lại thuộc về địch nệ Nhật Ba và Dương Dương Ban đầu cả hai đều rất chăm chú xem show, vậy nhưng cho tới khi một nam thần quay sang trò chuyện cùng mỹ nhân Tân Cương, thì Dương Dương bỗng dưng tỏ thái độ khó chịu như đang hờn ghen. Trước khoảnh khắc siêu đáng yêu này, cư dân mạng tích cực đẩy thuyền cho cả hai. Giả đại lượng trở thành ngôi sao nổi nhất đêm hội GQ. Nếu như Angela Baby, địch nệ Nhật Ba, Kim Thần hay Công Tuấn đều tranh thủ cơ hội chụp ảnh sống ảo trên bờ biển, thì giả đại lượng lại chọn cho mình một nối đi riêng. Anh lựa chọn chợ cóc nằm địa điểm thả dáng. Khoảnh khắc nhìn nhổ bên sạp cá, hoa quả của nam diễn viên đã tạo nên sự khác biệt cực lớn, tạo nên cơn sốt cho truyền thông xứ Trung. Xinhet còn mạnh dạn tuyên bố ra lại lượng trở thành ngôi sao nổi nhất đêm hội dị quy. Angelababy nhậm gia luân có con chung. Mới đây một trang tin Đức đã chia sẻ rằng nhậm gia luân và Angelababy sẽ liên xuyên trong một dự án phim truyền hình truyền thể từ tiểu thuyết chỉ vì hoàng hôn khó tìm. Tuy nhiên hiện tại thì đây mới chỉ là dưa, thế nhưng vẫn có không ít bình luận cho rằng cặp đôi không hợp để đóng cặp với nhau. Gương mặt được đồn thay thế Ngô Diệp Phàm trong Thanh Trâm Hành Cộng đồng mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin nhà sản xuất Thanh Trâm Hành tìm diễn viên thay thế các cảnh quay của Ngô Diệp Phạm. Cái tên nọt và tầm ngắm của cộng đồng mạng chính là Âu Hào. Tuy nhiên mới đây lại có tin đồn cho rằng ông Hào không phải lựa chọn của nhà sản xuất Thanh Trâm Hành mà là Lâm Khanh Tân. Eo tiếp tục công bố thêm gian khách mời gồm nhiều cái tên hot: Dương Mịch, Hứa Khải, Trình Tiêu, Lý Hiện, Đường Yên, Quan Hiểu Đồng, Trần Ngọc Kỳ, Vương Nguyên, Thái Tử Khôn, Tân Chỉ Lôi, Huỳnh Thành Y, Tony Hàm. Trước đó đã công bố rất nhiều cái tên đỉnh đám khác. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pivelog, cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới phá hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.